Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm qua thì anh em đi xuống An Lương để khảo sát thực địa và cũng như là làm cái công tác hiến đất của bà con ở hai bên đầu cầu. Chiều hôm qua thì anh em cũng cho bà con ở dưới đấy làm cái biên bản giao đất cho hai bên đầu cầu đấy, để anh em có cái cơ sở để mấy nữa làm ok thì anh em sẽ tiến hành. Hôm nay thì đang ở nhà anh Minh. Đây là cái hộp quà của anh Thảo ở Mỹ. Anh có gửi cho anh em và còn nguyên niêm phong kẹp chì đây. Anh em sẽ cắt ra và sẽ thùng quà này chắc đi mười mấy ngày rồi đấy nhỉ. Đến không anh Minh? Này anh dặn cho vào ngăn mát tủ lạnh nhưng mà hôm qua anh về cũng tối quá, chưa kịp làm, hôm nay quay để cho mọi người cùng biết và anh em sẽ chia quà phần nào của anh em và phần nào của bà con. Nguyên chặt chì đi hơn một tuần để nó về. Đây các bác này, anh Thảo cũng có ghi rõ đây, anh Thảo này gửi Tiếng Gọi Vùng Cao này, anh bóc ra đi. Hôm nay thì anh em sẽ đi xuống đấy để bắt đầu khảo sát thiết kế. Ui, anh mở kiểu gì bung cả kéo. Khảo sát thiết kế cái chỗ suối đấy thì anh em sẽ không vội vàng đâu các bác nhé. Sẽ cố gắng làm đầy đủ mọi cái thủ tục giấy tờ thì anh em mới bắt đầu tiến hành cơ. Đây, một thùng to rất là nhiều quà luôn. Đây là không biết là cái gì đây, có cái chai này không biết là rượu hay là cái gì đây. Đây, cái này là có 3 này, 3 hộp, không biết là bác ấy có ghi cái giấy gì ở trong này không. À, cứ tưởng là sổ là vở hay là sổ gì đấy nhưng mà không phải, cái này là cái thanh kẹo bánh sô cô la. Cái này anh gửi thêm một cái đèn pin. Đây sô cô la. Tặng cho anh em là anh hôm trước anh cũng nhắn gọi điện và nhắn tin với anh em sơ qua là anh tặng cái anh em một cái đèn pin, tức là đèn này dùng để cho anh em đi quay đêm. Rất là tuyệt vời. Đèn pin. Đấy, rất nhiều sô cô la luôn, đủ các mẫu mã đa dạng. Cái này là viên, cái này là thanh. Ôi. Đây là được không? Bán cám được. Được đấy, được đấy. Cái này thì anh em quay những cái lúc buổi tối hoặc là tăng ca ban đêm anh em vẫn phải đấy sử dụng đến. Thật sự là anh em trong kênh xin được cảm ơn bác tặng anh em những cái vật dụng mà rất là hữu ích vào cái công việc của anh em. Không có giấy nhỉ? Đấy. Không có giấy là phải dở Zalo. Anh cái này anh ghi tức là bên Hạnh Phúc cũng có quà, anh em cũng có quà và bà con thôn để chờ. Mình không biết là cái gì, chắc là bánh đúng không? Thay mặt cho anh em cùng với bà con là chân thành cảm ơn bác, chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, may mắn. Vừa nãy em dở ra, hôm trước anh có nhắn tin cho em rồi nhưng mà em quên mất. Và anh em bác ấy có tặng anh em một chiếc thẻ nhớ này, một của cái máy quay đấy, và một cái thẻ này là thẻ nhỏ để cho vào flycam. Đúng rồi đó. Cái này là đây đèn với lại cái này là của anh em còn cái quà thì một hộp này thì đây để riêng ra rồi cầu Hạnh Phúc mà em trời. Lan và bà con bên thôn cầu Hạnh Phúc này một hộp là tặng để chơi này. Đúng không? Đấy cái bánh kẹo đấy thì đây anh tặng anh em này anh ấy gửi đây là anh tặng anh em đó. Đây để sang bên này. Còn cái nào không tặng anh em thì tặng bà con thôn bản.
Đây, cái này thì tặng cho Hạnh Phúc và để chơi. Đây, sô cô la đấy. Vừa rồi là anh em có chia những phần quà này theo như cái tin nhắn của anh Thảo gửi cho anh Ninh rồi. Đây, bên này là của Đề Chơ, bên này là của em Lan bên cầu Hạnh Phúc. Anh em đã chia ra rồi. Còn những cái đèn với lại cái thẻ nhớ thì là đây, một ít bánh của anh em nữa. Cái này là quà của anh em. Thẻ này là của Flycam, mà kể cả dùng GoPro cũng được. Cái thẻ nhỏ ấy, thẻ to cái thì của máy to, máy quay rồi. Bây giờ thì anh em sẽ đi xuống bên dưới suối đường lên Cam Kìa đã. Như vừa nãy mình cũng đã nói đấy, thì hôm nay sẽ là buổi đi khảo sát thiết kế. Đồng hành là cùng với anh em mình là có anh Trinh nữa, em trai của anh Ninh, cũng là một kỹ thuật đang làm cái tuyến đường đi lên làng Nhì đấy. Anh em vừa di chuyển ở dưới trên nhà em. Giờ hiện tại anh em đang có mặt tại thôn Sài Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Những cái video hôm qua thì mọi người cũng biết là anh em vào khảo sát thực địa. Và chính thức hôm nay anh em sẽ vào khảo sát và thiết kế. Với những cái công trình mà anh em làm thì lần này nó sẽ quy mô hơn một chút. Tức là chính sẽ do là anh em thiết kế và anh em thi công, nên là mọi người đừng so sánh. Chốc nữa thì anh em cũng đưa ra những cái mức giá mà để anh em làm giúp bà con, nó rất là phù hợp với những cái chi phí của một công trình. Đó. Hôm trước thì có một bác Mạnh Thường Quân cũng tặng anh em team chính xác là 25 triệu để mua một con xe tractor hay là xe máy kéo đầu, máy kéo nông nghiệp này này. Máy cày đấy. Máy cày đấy. Ở đây thì bà con dân bản đây thì gọi là tractor. Chính xác nó là đầu kéo máy cày như thế này. Đó, nó trị giá khoảng, anh em muốn mua thì cái tầm tiền nó khoảng độ 150 triệu. Và có một Mạnh Thường Quân ở Mỹ giấu tên đã tặng anh em 25 triệu. Nhân tiện hôm nay thì em cũng xin phép nói về cách đây khoảng một tháng, anh em cũng có đi vào một gia đình một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trong xã, cũng thuộc xã An Lương luôn. Thì nhà cháu Pó, bố cháu tên là Vang đấy, A Vang đấy. Trong thời gian đấy anh em có đưa cháu đi thăm khám ở trên bệnh viện của thị xã rồi. Mà do cháu chưa đầy đủ giấy tờ, bố cháu cũng đã chạy được, làm được đầy đủ các giấy tờ, giấy khai sinh này và sổ hộ khẩu, đăng ký khai sinh các thứ. Nhưng mà là do chưa đủ giấy tờ nên còn đợi cái giấy bảo hiểm cho cháu nữa. Sau khi bố cháu làm xong, anh em sẽ tiến hành cho cháu đi thăm khám và chữa bệnh luôn. Thời tiết hôm nay nó khá là nắng, anh em sẽ tranh thủ. Nhất là bây giờ hôm nay là anh em vào khảo sát thiết kế sẽ cắm tim tuyến và chắc ngang chắc dọc của toàn tuyến. Chào em nhé. Đây là bạn An, anh trai của An Nhị đây. Chính là người bị trôi xe ở cái đợt cơn lũ kinh hoàng đợt trước mà anh em cũng có quay đấy. Qua đây em cũng xin được cảm ơn cả các nhà hảo tâm và các Mạnh Thường Quân trên kênh và anh em bạn bè đồng nghiệp đã có những cái ý kiến đóng góp và đưa ra cho anh em những cái phương án và giải pháp thi công nó tối ưu nhất. Hôm nay anh em sẽ chính thức là khảo sát và thiết kế để cho chắc chắn. Anh em cũng muốn là
anh em sẽ bước từng bước một và cho nó, tuy rằng là nó chậm nhưng nó chắc. Mong mọi người là cũng như quý vị là hiểu và thông cảm cho anh em. Em ơi, em căng dây sang lấy tim tuyến cho anh với. Trước là mình trao đổi là các chú, anh em bà con thôn bản thì hiến đất rồi, nên là về cái công tác giải phóng mặt bằng thì rất là yên tâm, bởi vì bà con cũng sẵn sàng làm cái cam kết và cái biên bản cùng với anh em để tránh sau này nó khi anh em thi công rồi mà xảy ra cái vấn đề gì là anh em cũng rất là khó cho anh em và khó cho bà con và cũng tất cả mọi người. Cầm dây luôn em ơi, chặt cái cây đi xong là phóng tinh tuyến đi. Này, mày cầm dây bỏ máy sang đây đi, bỏ máy xuống đây đi. Đi thẳng đây thì mới đi được chứ. Đi vòng qua kia thì đi căng nào dây. Đây em ơi, cầm dây căng luôn không biết đi. Cái búi chuối này em xả đi. Xả cho anh cây này đi, chặt ngọn. Này thằng nào chặt. Ôi đừng chặt, để chặt cái ngọn thôi. Còn để cái thân lại giữ cho bà con lấy về cho lợn gà gì đấy. Đấy. Chặt. Chặt cả cây đi, bà con chưa nấu được, chưa chặt được cho trâu, cho bò, cho lợn, cho gà, quý. Rồi, lên nữa đi, lên cao nữa đi. Rồi, tạm thế đã. Xem nó vướng ở đâu không. Từ từ đã, An ơi. Vướng tàu lá chuối rồi. Thế chị. Cầm tạm đấy, sang lấy cái gì đập xuống đây, nó vướng à. Chặt luôn được quá. Thằng nào chẳng phải chặt. Đây anh em đang cắm cái tim tuyến, lấy từ gửi từ đường đầu đường bê tông này sang phía bên bờ bên kia. Lấy vậy bên kia lại cua nhiều ạ. Thôi được rồi. Lấy ở đấy đi. Buộc nó vào hòn đá đây đi. Em ở đây thực tế mà em bị trôi xe rồi. Lúc nước lũ to nhất nó cao nhất là đến đâu? Đến cái tre này. Đến cái tre này. Không, cái kia là đến cái gốc chuối trên. Gốc chuối đấy. Lúc nó lũ to thì nước nó ở bờ nào nhiều? Bờ bên kia nhiều nước bây giờ. Bờ bên kia nhiều nước à? Bờ. Bờ bên kia là nhiều nước hơn đúng không? Chú đây là bố của em Nhị đấy, cũng ở trên bản Câm kia. Chú vừa xuống đây làm gì đấy chú? Đi chở hộ tí quế đập cho cái bào cho đứa con rể mà. Đấy, okay. Chú có muốn có cầu không? Cũng muốn có cầu lắm đấy, cái cầu này thì cầu gỗ này thì hôm nọ trời mưa 3 ngày sửa lại một lần mà vừa sửa xong chưa đi lại trôi đi rồi. Vâng. Đây những cái hòn đá to này nó lũ vừa rồi là nó mới trôi về đấy không nhỉ? Lũ vừa rồi hòn đá nó trôi hết hòn đá to này như 5 ngày. Về cái cầu này là sửa hết mấy buổi đấy. Vâng. Nước lòng suối nó cũng đang thôi là từ 2018 nó khoét nó mới sâu xuống cái này bây giờ thì nó sâu dần xuống, đất kia nó nâng như vậy thôi. Càng ngày nó càng xuống đúng không chú? Càng ngày nó càng khoét sâu xuống về
của nó hùm xuống dưới rồi. Vâng. Nếu mà cô lập thì nó bảo cứ vào mùa mưa là đấy là cô lập không có đường chạy. Vâng. Đấy, cái thời gian từ tháng 10 đổ đi thì không có mưa là, mà tháng 10 đổ đi là nó vào mùa khô rồi, nó không có nước mấy nữa. Không có nước vậy. Vâng. Cái thời điểm này thì bọn cháu mới thi công được bởi vì nó ít nước. Thì công tác nắn dòng nữa, ở cái suối này là nó có vào giúp được bà con thì cái công tác nắn dòng nó là cả vấn đề đấy. Tức là phải nước như này thì mình không làm được ấy. Thì phải là chắn được nước đi chỗ khác. Đấy, công tác nắn dòng là cả vấn đề. Chắc phải đắp cái này nó vất vả. Vào cái thời điểm mà anh em lên trên khu nhà em Nhị, giúp em Nhị ấy, thì các cháu lúc cái thời điểm mà lũ to là các cháu đến trường là không đi được, các cháu phải nghỉ học ở nhà, rất là khó khăn. Và cái đó, và phần nữa là bà con đi lại sinh hoạt là rất là khó khăn bởi vì bị cô lập nên là không đi lại được. Anh em cũng rất là thương các cháu và thương bà con nên là rất là khó khăn, nhưng mà anh em lấy đó làm cái động lực để cố gắng giúp đỡ bà con ở thôn Phải Lương này và nhóm trên kia nữa. Anh em sẽ đi cao độ và chắc ngang chắc dọc. Được chưa? Mía này được chưa? Phát xuống suối nữa. Mười lăm mét chưa, tít trong kìa. Ở dưới kia xong rồi lại chuyển lên trên này. Mình sang phía bên kia rồi. Anh thợ dọi cầu không dọi gì, dọi sang bên dưới suối. Này lúc nãy cũng nghe mấy anh em kể là ở trên thôn thì anh em có nắm bắt được rồi, ở trên nhóm thì có 15 hộ nhé. Và trong đó còn có một thôn là thôn Gió Ré nữa. Từ đấy anh em làm nhà Nhị cũng có vào đến đấy mà chú ruộng lúa nhà em. Trong đấy còn có mấy thôn nữa cơ. Thấy đây nhá, con ở đây bảo nếu mà sau này có cái cầu ở đây thuận tiện đi lại thì nó rất là gần và có thể là những bản kia sẽ đi về hướng này hết. Vì đi đường kia phải vòng tít xa mới có cái cầu để qua cái suối này để xuống xã luôn đấy. Đứng ở đây nghe đây được không? Nhìn thấy cái thôn khe cảnh mà trước anh em lên nhà cháu Pó với lại nhà anh Giao đấy. Là ở tít quả đồi trên này này. Xin phép nói thêm một tí nữa là được anh em cho cháu xuống khám, cháu Apo xuống khám là bác sĩ cũng có dặn là tầm hơn một tháng nữa quay lại. Đã rồi, đã rồi. Đúng một tháng rồi. Với lại cái bệnh của cháu thì cũng bác sĩ cũng có bảo là nếu mà được từ tầm tuổi 5-6 tuổi trở lên thì mổ cho cháu thì nó yên tâm hơn. Nhưng mà cháu thì mới được có hơn 3 tuổi thôi. Mà cũng có khả năng sẽ mổ thành công được rồi. Bây giờ chỉ còn đợi cái giấy tờ thôi. Thì vào phía bên này thấy chị gái đang thu quế. Em chào chị nhá. Mình phơi được lâu đâu. À mới phơi một ngày à? Nhị ơi! Nhị ơi! À, mình trồng được lâu chưa? Nhị ơi! Cầm cho anh cái thước dây bên đấy sang đây đo xem
cái khối lượng đắp bên này bao nhiêu cái? Thế là lúc mình đi thu là ở phía bên này hay là? Vâng. À, ở bên trên đường bản 4 đấy thôi. À. Thế mình có đồi quế bên này không? Bên này là ruộng nhà em bên này này. À đây luôn à? Vâng. Thế hôm trước, hôm qua có gặp bố, chắc bố chồng chị nhỉ? Vâng. Đấy, bà con ở đây hầu như là sinh sống vào nghề làm ruộng thì không nói rồi, còn hầu như là toàn trồng rồi quế và cứ vào những vụ, bây giờ vào vụ này là đang thu là hợp lý rồi đấy. Anh em đang đứng ở bên này thì thấy một đồng chí đang chở một cái bao gì ở trên kia xuống, đang cuốt mất cái cây tre chỗ xuống tận dưới đi. Anh Ninh đang đứng kia rồi, thấy đi qua hóa ra là em Nhị đó các bạn. Đâu đây? Sắt gạo à? Sắt thóc chứ, ai sắt gạo bây giờ. Thẳng đây đúng không? Bây giờ phải lấy sang bên này. Nhị vừa bảo sắt gạo rồi. Anh thấy chẳng chẳng chéo để sắp rơi ra khỏi yên xe thế này. Nay cũng an là 34 ở đây nhưng mà anh em đang nhờ 1,5 mét hỗ trợ cùng 3 mét để đo cái cầu. Mấy hôm nay thế nào, khỏe không? Khỏe em, hôm nay hôm kia dính mưa ốm. Chỗ này gần 1 mét nữa. Sắp đến vụ trồng quế rồi đấy anh nhỉ? Và ruộng chắc không đến tháng nữa đâu. Không đến tháng. Giờ mới đi sát thì lúc nào mới được có gạo ăn. Anh em vừa tính xong cái khối lượng đắp bên này nó khoảng gần 300 khối. Đó. Nên là hôm trước là anh em có giải phóng được cái phía đầu này để lấy đất đắp rồi. Cái hộ gia đình của chú ấy đã hiến cái phần đất ở bên này. Và để nắn cái cua này thì chắc phải móc chỗ này đi một tí. Nó vào trong này. Đó. Đây là sẽ thẳng tưng từ đầu. Nếu mà đào được cái chỗ này đi, chú cũng chỗ giải quyết cho anh Tơ là phấn đấu sẽ là giải phóng thông hai đầu cầu này, cho nó thẳng, là thông từ bên kia sang bên này, cắt để vào đây một tí. Bên kia thì lại không, ngay cái vị trí này thì không lấy, nhưng mà phải lấy khối lượng đất ở trên kia để đắp vào cái chỗ đầu cầu này. Đây, anh em vừa đi chắc ngang chắc dọc địa hình và cả lòng suối nữa và gửi sang bên này, là vị trí này sẽ đang bằng với cái mặt đường ở bên phía anh em gửi bên phía đầu kia. Và anh em sẽ làm một cái cống hộp để cho nó, thứ nhất là vừa an toàn cho anh em cũng như an toàn cho bà con sau này sử dụng. Thì cái giá thành anh, tức là cái kinh phí ấy, tạm tính là anh em tính bây giờ nó chi phí xong là nó khoảng độ 350, bởi vì hôm nay anh em vào khảo sát khối lượng và có cái nhìn tổng thể và sau này sẽ đưa ra thiết kế dự toán. Đây anh em cũng khảo qua, tức là sau này mình sẽ làm cái cống ở vị trí này sẽ là hai khoang cống với chiều cao là hiện tại bây giờ anh em đang tính là nó 8 mét từ ở dưới nền suối, tức là đào móng xuống 1,5 mét và lên đến khẩu độ là 8 mét, tức là khoang chiều cao là khoảng độ 8 mét. Đó. Chiều rộng của suối là một khoang 7,50 mét thì nó vào 14 mét từ bờ bên này sang bờ bên kia. Hai khoang thoát lũ thì cái này thì em cũng có hỏi trao đổi với lại bà con và anh em ở thôn bản này thì thường lũ là nó lên đến cái chỗ mốc ở trên gốc tre kia đó, thì anh em tính thiết kế thì đã đặt cái mặt cao độ của mặt cầu thiết kế đó, nó đã vượt khỏi cái đỉnh lũ cao nhất từ trước đến nay. Anh em dự toán là dự toán là khoảng độ chi phí cho tổng cái cầu này
là khoảng độ 350 triệu. Đây là với anh em, là anh em đến làm giúp đỡ bà con, là anh em tự làm, tức là tự thi công đấy đó. Còn cái này thì sau này em làm xong thiết kế dự toán thì sẽ có một cái báo cáo gửi gửi huyện, để huyện sẽ cho anh em một cái gọi là công văn hay là cái quyết định gì đó, thì xuống anh em sẽ mới tiến hành làm và tiến hành xin kinh phí từ các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân. Lúc đó anh em được những cái thứ đó thì anh em mới tiến hành làm. Mong mọi người sức thông cảm và hiểu cho anh em. Này đi đâu đây em? Chở cái gì đấy? Hả? Quế à? Xe khá là nặng. Được chưa? Rút mía vào đi, rút mía vào. À, làm cái gì anh em cũng phải tính toán thật là kỹ. Thứ nhất là về cái giá thành của một cái công trình, nó phải đảm bảo được rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là rẻ đó, thứ hai là bền, chắc chắn thì anh em mới có thể làm được. Anh em mình có lẽ là cũng tối rồi, xin phép là đi về thôi. Anh em sẽ tính toán và xây dựng một cái kế hoạch và một cái thiết kế cho nó đầy đủ hoàn chỉnh. Có lẽ video tới đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.